Điểm mặt các loại thuốc tăng chất lượng tinh trùng cho phái mạnh. Hiện nay, tình trạng vô sinh hiếm muộn ở phái mạnh đã không còn hiếm gặp. Theo đó, tinh trùng yếu là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến vấn đề này. Trong số những biện pháp khắc phục, bên cạnh việc xây dựng lối sống lành mạnh, phẫu thuật giãn tĩnh mạch thần kinh, bác sĩ có thể kê toa cho bạn dùng một số loại thuốc nhằm tăng chất lượng tinh trùng. Xét về mặt lý thuyết, dạng thuốc này có tác dụng tạo ra sự cân bằng nội tiết tố giúp cơ thể sản sinh testosterone một cách tự nhiên. Bằng cách này, thuốc có thể cải thiện hiệu quả và chất lượng tinh binh, và cơ hội thụ thai nhờ đó cũng tăng lên đáng kể. Trên thực tế, đa số các loại thuốc làm mạnh tinh trùng cũng tương tự với loại được kê đơn cho nữ giới, bởi lẽ thành phần của chúng đều có cùng một loại hormone đóng vai trò hỗ trợ việc kiểm soát khả năng sinh sản của cả hai phái. Một vài loại phổ biến nhất được liệt kê dưới đây. 1. Clomiphene. Clomiphene citrate là thuốc điều trị vô sinh thường được chỉ định trong trường hợp nam giới vô sinh do ít tinh trùng. Thuốc hoạt động bằng cách kích thích tuyến yên bài tiết hai loại nội tiết tố là luteinizing hormone LH và follicle stimulating hormone FSH. Trong đó, LH tác động lên tinh hoàn để sản xuất testosterone, còn FSH đảm nhiệm vai trò biến đổi tinh trùng con thành tinh trùng trưởng thành. Cho đến hiện tại, các nghiên cứu về clomiphene vẫn còn rất ít và kết quả thu về cũng không mấy rõ ràng. Theo đó, nhiều nghiên cứu cho thấy thuốc này có hiệu quả cải thiện khả năng thụ thai, trong khi số khác lại bác bỏ điều này. 2. Gonadotropine. Tương tự với clomiphene, gonadotropine cũng bao gồm LH và FSH, có vai trò kích thích và duy trì hoạt động chức năng của tuyến sinh dục. Thuốc được sử dụng để cải thiện chất lượng tinh trùng, ngoài ra còn được chỉ định trong trường hợp suy sinh dục do suy thì trước tuyến yên, người gặp vấn đề không có tinh trùng, v.v. Trên lâm sàng hiện nay có 3 dạng dùng phổ biến. Đầu tiên là loại có hoạt tính tương tự như LH, thường gọi là HCG, được chiết xuất từ nhau hai người. Kế đến là dạng phối hợp có hoạt tính của cả LH lẫn FSH, thường gọi là HMG. Thời gian gần đây, người ta còn sử dụng FSH dạng tinh khiết hoặc tái tổ hợp để điều trị vô sinh. 3. Letrozole. Letrozole là thuốc dùng trong điều trị ung thư vú ở phụ nữ. Ngoài tác dụng trên, nhiều nghiên cứu y khoa đã chứng minh letrozole còn có khả năng làm tăng nồng độ testosterone và tăng số lượng tinh binh ở nam giới, đặc biệt là những đối tượng béo phì. Liệu trình điều trị đối với letrozole thường là uống mỗi lần một viên một tuần. 4. Chromoreptin. Một trong những nguyên nhân gây giảm nồng độ testosterone là do tăng prolactin máu. Nếu bạn đang gặp phải tình huống này, bác sĩ có thể chỉ định sử dụng chromoreptin vì thuốc ức chế sự phóng thích hormone prolactin trong cơ thể. Liều lượng sử dụng sẽ thay đổi tùy vào tình trạng sức khỏe cụ thể của mỗi người, thông thường nhất sẽ là 1 đến 2 lần một ngày. 5. Imiramine. Xuất tinh ngược là hiện tượng tinh dịch quay trở lại bàng quang và chỉ có thể thoát ra ngoài theo đường nước tiểu. Tình trạng này khá hiếm gặp nhưng đây vẫn là vấn đề gây hiếm muộn ở nam giới. Để khắc phục tình trạng này, bác sĩ có thể kê đơn cho bạn dùng thuốc Imiramine. 6. Bên cạnh Tây y, bạn cũng có thể tham khảo cách điều trị của Đông y. Y học cổ truyền quan niệm điều trị toàn diện, dùng thuốc, châm cứu sơ bóp dưỡng sinh, luyện tập khí công, sinh tâm lý liệu pháp, điều chỉnh chế độ ăn uống, tập luyện, làm việc, sinh hoạt phù hợp để hạn chế tác nhân gây bệnh. Việc dùng thuốc vẫn giữ vai trò hết sức quan trọng và thường được kê theo thể bệnh biến chứng. Ví dụ, thể khí huyết hư suy có bài bát trân sinh tinh, than gia giảm. Một trong những thành phần của các bài thuốc điều trị suy giảm tinh trùng là cây tỏi dương, hình dạng như cây nấm, vị ngọt, tính ôm. Hiện trên thị trường có viên nang chứa thành phần tỏi dương đã được chứng minh về tính an toàn và hiệu quả. Ngoài ra, các thầy thuốc còn dùng các phương thuốc dân gian kinh nghiệm, tân phương là thuốc mới do các thầy tự bào chế hoặc các thuốc thành phẩm khác. Ngoài những thuốc tăng chất lượng tinh trùng kể trên, một số loại thuốc kháng sinh hoặc chống nấm sẽ được chỉ định trong trường hợp tinh trùng yếu do ảnh hưởng của nấm ký sinh ở vùng kính hoặc viêm nhiễm đường tiết niệu, viêm ống dẫn tinh, viêm màu tinh hoàn, vân do vi khuẩn. Với việc sử dụng testosterone tổng hợp dạng viên uống, tiêm hay thậm chí là dạng gel, bạn nên có sự tham vấn ý kiến bác sĩ. Bởi những loại thuốc nội tiết tố như vậy thường dễ gây ra những bất thường trong hoạt động của cơ thể. Hơn nữa, nhiều nghiên cứu cũng cho biết testosterone nếu dùng không cẩn thận sẽ gây bất lợi cho việc sinh sản. Những mặt trái của thuốc cải thiện chất lượng tinh trùng bạn cần biết. Việc điều trị bằng phương pháp nội khoa cũng như con dao hai lưỡi, nếu không cẩn trọng, bạn hoàn toàn có thể gặp phải những phản ứng không mong muốn. Theo đó, tác dụng phụ của mỗi loại thường không giống nhau, cụ thể là tác dụng phụ của clomiphene thường nhẹ và bao gồm những biểu hiện dễ thấy như buồn nôn, đau đầu, tăng cân, thay đổi tầm nhìn, chóng mặt, thay đổi ham muốn, ngực to. Với gonadotropin sử dụng qua đường tim bắp, những hạn chế đi kèm thường là đau nhức tại vị trí tim, sưng mặt, môi, lưỡi hoặc cổ họng, cảm thấy bồn chồn hoặc cáo kỉnh, khó thở, sưng tay chân. Riêng với chromoreptin, người dùng dễ gặp nhất là
thay đổi lượng nước tiểu, nhịp tim rất chậm rất nhanh, ảo giác lú lẫn, chuyển động cơ thể bất thường, sổ mũi dai dẳng. Để tránh được những vấn đề này, bạn cần thảo luận với bác sĩ để chọn ra loại thuốc phù hợp với thể trạng của mình. Có biện pháp nào để cải thiện khả năng sinh sản một cách tự nhiên hay không? Biện pháp dùng thuốc để cải thiện chất lượng tinh trùng cho hiệu quả khác nhau ở mỗi cá nhân. Theo đó, liệu trình dùng thuốc sẽ thay đổi dựa trên mức độ bệnh, tình trạng sức khỏe của từng người. Để tăng cơ hội mang thai, bản thân mỗi cặp vợ chồng cần nên thay đổi thói quen sống theo hướng tích cực, chú trọng hơn đến những vấn đề sau đây. 1. Cải thiện chế độ dinh dưỡng. Để cải thiện sức khỏe tinh binh, bạn cần xây dựng chế độ dinh dưỡng cân bằng và hợp lý. Hãy chắc chắn những thực phẩm bạn lựa chọn cung cấp đầy đủ các vitamin và khoáng chất thiết yếu. Bởi lẽ việc thiếu hụt bất kỳ thành phần dinh dưỡng nào, đặc biệt là vitamin C, selen, kẽm, mangan, cũng tác động tiêu cực đến việc sản xuất tinh trùng. Lời khuyên là bạn nên tiêu thụ nhiều hơn các loại trái cây, hoa quả tươi, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, thịt gia cầm vì chúng giúp tăng cường khả năng sinh sản. Nên tránh sử dụng đậu nành và các chế phẩm từ đậu nành do thực phẩm này chứa isoflavon làm hạn chế năng lực tình dục ở nam giới. Hạn chế ăn thường xuyên các loại thực phẩm đóng hộp do chúng có nhiều chất bảo quản, nhất là BPA từ bao bì ngấm vào thức ăn gây tác động xấu đến sức khỏe, đồng thời làm giảm khả năng di chuyển của tinh binh. Ngoài ra, nếu muốn cải thiện khả năng sinh sản, bạn nên loại bỏ các máu từ nội tạng động vật khỏi thực đơn. 2. Tập thể dục thường xuyên. Ngoài sử dụng thuốc tăng chất lượng tinh trùng, việc tập luyện thể thao điều độ hợp lý sẽ giúp cải thiện nồng độ testosterone. Nhiều nghiên cứu cho thấy những người đàn ông tập thể dục thường xuyên có chất lượng tinh dịch tốt hơn hẳn những người có lối sống tĩnh tại. Tuy nhiên, bạn đừng vì thế mà tập luyện quá sức vì điều này sẽ gây tác dụng ngược, khiến nhịp sinh học của cơ thể rối loạn, đồng thời làm gia tăng nhiệt độ vùng kín. Hệ quả là lượng tinh trùng sẽ bị giảm sút. 3. Dùng thêm các loại thực phẩm bổ sung. Nếu thấy cần thiết, bác sĩ sẽ khuyến cáo bạn nên dùng thêm một số loại viên uống bổ sung dinh dưỡng nhằm cải thiện khả năng sinh sản. Bạn cần biết rằng mỗi chất dinh dưỡng đều đóng vai trò quan trọng với sức khỏe tinh trùng, chẳng hạn như vitamin C giúp ngăn không cho tinh binh dính vào nhau trong quá trình di chuyển đến âm đạo. Việc bổ sung kẽm làm gia tăng nồng độ testosterone máu, cải thiện chất lượng và tăng khả năng vận động của tinh trùng. Trên đây là những thông tin về các loại thuốc tăng chất lượng tinh trùng phổ biến. Bên cạnh những biện pháp tự nhiên vừa nêu, phái mạnh cần tránh xa vào những thói quen xấu như hút thuốc, sử dụng thuốc uống có cồn, đồng thời hạn chế căng thẳng quá mức nếu muốn việc thụ thai có kết quả như mong đợi.